Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm và di chuyển lệch về phía biển. Đồng thời thì gió đông nam ẩm hình thành khiến cho miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn. Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ cũng xuất hiện nhiều và dự báo là sương mù mây nhiều sẽ kéo dài ở Đông Bắc Bộ đến hết ngày 16 tháng 3. Riêng ở vùng núi Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày 16 tháng 3 thì có thể sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Từ ngày 17 tháng 3, miền Bắc hửng nắng và nền nhiệt sẽ tăng dần. Thưa quý vị, không khí lạnh yếu đi, mưa tại miền Trung đã giảm nhanh. Hôm nay thì trời chuyển nắng trở lại và nhiệt độ tăng từ 2 cho đến 3 độ C. Cao nhất trong ngày sẽ từ 26 đến 32 độ C. Và dự báo xa hơn sang tuần sau, miền Trung có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm và nhiệt độ cao nhất trưa và chiều vào các ngày 21 cho đến 22 tháng 3 có thể đạt là mức từ 37 cho đến là 38 độ C. Thời tiết tại Nam Bộ và Tây Nguyên ngày hôm nay tiếp tục không mưa, ngày nắng. Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ C và Tây Nguyên từ 27 cho đến 30 độ C. Thưa quý vị, thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh loét trên cam quýt phát sinh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây và cụ thể là như sau. Trước tiên thì cần trồng cây với mật độ thích hợp tùy giống. Ngoài ra thì cũng nên làm luống theo hướng đông tây để các cây có thể nhận được ánh nắng trong suốt ngày. Ngoài ra thì tỉa những cành sâu bệnh trước mùa mưa để vườn được thông thoáng và tránh xây sát khi có mưa gió lớn, dễ tạo vết thương cho vi khuẩn xâm nhập. Bón phân cân đối đầy đủ và không bón dư đạm, bón phân có chứa nhiều khoáng vi lượng để tăng sức chống chịu cho cây. Bên cạnh đó thì cũng cần phun thuốc khi cây chớm bị bệnh hoặc là thời kỳ ra lá non, chồi non, quả non. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi.